Em chào anh cả, em chào cả nhà. Đừng nói mất mạng là nữ em nhé. Không phải đâu, em không biết là tại sao tự nhiên mà điện thoại em nó bị vậy á. À thế Tại sao à? anh? Ừ thì Em chào, thế là anh mở đấy em cũng thì không biết nói gì đâu. không được rồi thì em cứ nghĩ gì mà trong bản thân em đang cuộc sống của em đang như nào thì em cứ chia sẻ cùng mọi người Cuộc sống của chứ em không cần tức là chẳng hạn như là em thấy cái bọn dân chủ quậy này, bọn đang kêu gọi đấy, bọn phản động bên nước ngoài ấy, kêu gọi nhân dân và đất nước mình, nhiều người mà không hiểu được để mà đi biểu tình, mà đi lật đổ chính quyền đấy, thì là theo em nghĩ như nào? Và em đã sống cuộc sống có bị là cán bộ hay là các thứ chèn ép em không, hạch sách em không? Đó em chia nói chung sẻ là cùng nếu một mà em. nói về bây giờ em cũng không em nếu mà em nói về tí cái vụ mà cán bộ này kia thì đương nhiên ai cả thế, ngay cả mình cũng thế mà anh, đúng không? Còn riêng mà nếu mà em để mà em nói tới cái bọn mà cái bọn chó, em không biết phải em phải nói cái dùng em hết cái từ ngữ để em dành cho bọn nó đó Rồi rồi. rồi, em cứ chia sẻ đi. Cô rồi. Đúng rồi, em không còn cái từ ngữ nào để em dành cho chúng nó nữa. Chúng nó là nó không còn một cái danh từ nào để em mà tả. Nói chung là tiếng Việt của mình, cái danh từ tiếng Việt của mình là bao nhiêu danh từ đó cũng không thể ghép nối để mà tả chúng nó nữa. Là chúng nó là nó quá, nó phải gọi là cái thứ gì em không biết nữa. Nó rất là xấu xa. Những cái em á, là dân thường thôi, mà đôi lúc Đúng á rồi, đúng rồi. em á, là em đi xe không bằng, em không có bằng lái đúng không, em không bằng lái, em đi ra ra đường em rất là sợ được gặp công an giao thông đó. Tại sao mình sợ đúng không? Tại không bằng lái à, đúng không Lỗi do đó, mình. do đúng do em vậy. Và tại sao rồi chúng nó vẫn cứ vậy thôi? Dạ đúng rồi, em gọi nó bằng dòi dòi bọ, Đúng rồi dòi chị. bọ. Chị Hải Yến Trần nói là đúng rồi đó, em phải nói là dạy dòi bỏ. Em cũng lần đầu tiên là em nên lên diễn đàn em nói thôi, chứ nào giờ em chẳng biết nói là như thế nào. Mà chốt hạ một câu là hết cái, không còn cái danh từ nào để mà nói tới chúng nó nữa. Rồi em cuộc sống của em bây giờ em cảm thấy là đang như nào? Em thấy là có bị là cán bộ nào hay trách em không? Đúng không? Em sống có được tự do và nhân quyền của em như nào? Đó là một người đây là rất là thật nhé mọi người nhé. Mình cũng Dạ không biết cái bạn mặt tớt này là như nào cả. Nhưng mà tình cờ đấy thấy lên mà nhìn xinh quá thì mời lên lần hai. Thì là cũng còn đã riêng mặt hỏi thớt đây là hả? một cái cách còn rất là còn khách riêng mặt quan. thớt nha, riêng mặt thớt là mặt thớt là chỉ là buôn bán mà chưa bao giờ mà phải đóng thuế. Rồi. Mặc dù là một tháng là cũng 5-10 triệu, 10 triệu, 20 triệu cũng có, nhưng mà chưa bao giờ đóng thuế. Tại sao? Tại do mình trốn thuế. Cũng chưa bao giờ bị công an nó gò, nó nắm tới tới đầu. Cũng chẳng biết là tại sao mà bọn kia nó nói là ở Việt Nam mình là mỗi người, mỗi công dân là phải đóng thuế 35 triệu một tháng. Thì không biết. Nhưng mà đây nè, riêng em, nói chung là mình buôn bán, em buôn bán thiệt. Buôn bán về kinh doanh cà phê, em không có gì, không có giấy phép kinh doanh chưa nha, em không có giấy phép kinh doanh. Nhưng Hai rất thật đấy nhá cả nhà phải không, con gái cộng sản đấy người ta rất thật thà đấy, cũng như bọn em luôn thiệt rồi. Ok vậy đố em á, là em chưa, em vô cái phường này là chưa có giấy phép kinh doanh, nhưng mà em vẫn kinh doanh bình thường. Khi mà tại sao mà 1-2 giờ à, 11-12 giờ đêm công an nó có tới nó kiểm tra hỏi em. Em tưởng là tại sao nó kiểm tra cái gì, tại kiểm tra là tại vì chủ nhà luôn, mình làm hợp đồng với chủ nhà, hợp chủ nhà nó không có làm giấy gì giấy cho gì thuê vào giấy phép kinh doanh cho mình à? không 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 Vâng nó vâng không có vâng vâng là vâng thuê nhà.
Hợp đồng vay theo nhà mình có, nhưng mà nó không có làm tạm trú, tạm trú tạm Tạm vắng cho trú tạm mình vắng. Ok đấy, ok ok nó giữ nguyên hai mẹ con em một cái chứng minh nhân dân. Nhưng mà nó hỏi tại sao, nó hỏi luôn cả giấy phép kinh doanh, mà tại sao mình không có giấy phép kinh doanh mà nó không có làm trong giấy tờ. Tưởng sao lên đó chỉ có cần là làm giấy, em cứ tưởng là em sẽ mất tiền hay là kia, em cũng có một cái suy nghĩ chứ đúng không. Thôi rồi, là tới nó kiểm tra giờ này là chỉ có kiếm tiền, mà thật sự là không phải nha, nó không kiếm tiền. Công an là công an ở phường em không kiếm tiền. Tại sao không có giấy phép kinh doanh? Tại vì là tôi mới sang thôi, tôi làm cà phê võng để từ từ làm giấy phép kinh doanh. Nhưng mà bây giờ ở nhà chị có bao nhiêu người? Ở có hai mẹ con à, rồi tạm trú tạm vắng đâu, chủ nhà chưa làm, thế là chủ nhà lên làm Chào xong chào Thảo. trả lại chứng minh đó. Em chỉ thấy rất là nó bình thường thôi, mà tại sao mà lên mạng, em chỉ thấy là tại sao mà lên mạng á, người ta nói là ăn tiền ăn tùm lum tá ở bên. Đó, em chia sẻ đấy, em chia sẻ mạnh nhất em cũng nói đấy, có gì ở trong chỗ em đang làm mà thực tế em nói cho mọi người Đó, được thực tế biết. là ở chỗ chỗ em đang làm, mà em có cần thiết phải nói cái nơi em ở không? Đó. Em cứ nghĩ là em sẽ bị mất tiền rất là nhiều, nhưng mà không thật. Không có nha. Không có, em không bị mất gì hết. Em bảo tại sao mà người ta nói như vậy, mà sao mình đâu có gì đâu, mà cũng không có gì hết. Mình chỉ có lên là kêu chủ nhà lên là đăng ký tạm trú trong tạm vắng cho mình thôi, rồi đi về. Thế với lại em thấy là bây giờ ví dụ như là cái mức thu nhập, thế thì em cảm thấy là cuộc sống của em bây giờ là như thế nào, em thấy có ổn định không? Bằng ổn định anh, nếu như mà Đó thu nhập mà phải nói em là con người trốn thuế. rồi em cứ chia sẻ thật thà, anh cũng vậy, anh là người thật thà rồi. Em là Ok. người trốn thuế, có những tháng em hơn chục củ, 10 củ, với không được 10 củ, và có thể là 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu cũng có. Nhưng mà em không có mất gì hết, đó là em con người trốn thuế. Nhưng mà người ta cũng không ngó gì tới em, tại vì là em không biết làm như thế nào. Em có chắc là em trốn thuế, em là con người trốn thuế thật đấy. Dạ vậy hả? Chào Hạc Dạ Lão. đang nói cái gì thì anh cứ trần toàn, cứ nhắc lại giùm em rồi em nhớ rồi em nói tiếp. Ok, anh hiểu. Là em đang nói là bây giờ anh đang nói là về cái mức thu nhập của em và cuộc sống hiện tại của em và gia đình của em. Bây giờ là em thấy là có ổn định không? Có nghèo khó quá không? Em có phải nhịn Bảo đói hay không? nè, không không bao giờ, cuộc sống của em rất gia đình của em rất tốt. Nếu mà nói thiệt, nếu mà trong cái trong giờ em không, nếu mà nói em đi nước ngoài em sống là em không bao giờ em đi, mặc dù em rất là khó khăn. Cái đồng tiền của bên nước ngoài á, với cái thu nhập của cái người Chào anh Chu Phan. cái người lao động á, nó rất là tốt cho mình, nhưng mà em thà em ở đây, em không bao giờ em thích qua đó. Em có thể nói là lý do tại sao mà em không muốn mà không thích đi nước ngoài không? Bởi vì cái đồng tiền nước ngoài đấy người ta giàu có, rất là giàu có. Sao lại em lại Dạ. không thích đi nước ngoài? Ủa, nước ngoài giàu có, cái đồng tiền thì nó à, anh nói lại đi, tại vì em nãy em có cuộc gọi, anh nói lại đi. Ok. Em có thể cho biết được lý do tại sao mà này em lại không thích đi nước ngoài không? Ở nước ngoài nó cuộc sống của nó thế nào và bên Việt Nam mình cuộc sống thế nào? Mà lại em lại không thích Em đi á nước thì bây ngoài. Nhiều giờ người người ta mơ ước đi nước ngoài mà em lại không thích đi. Đó em. em á, nhưng mà em cũng có một số người bạn ở bên nước ngoài, bên Mỹ. Nhưng mà cái nếu mà để làm giàu ở bên Mỹ, để Việt Nam, nếu mà qua bên Mỹ á để làm giàu về Việt Nam thì cũng có thể, nhưng mà phải nói chung là phải đánh đổi anh, đúng không?
mình có đánh đổi cái tự do, cái hạnh phúc, cái nói chung là cái đánh đổi cái cuộc sống của mình để mình làm giàu. Việt Nam mình á không cần phải đánh đổi gì hết, muốn làm giàu thì cứ làm giàu, Tại muốn quê hương làm đất gì nước mình. à, đúng rồi đó anh. Chứ nếu mà qua bên đó thì mình phải đánh đổi rất là nhiều. Đó là những cái lời mà chia sẻ mà tâm sự của một người bạn đây, có một nickname là Mặt Thớt. Đấy, bạn Mặt Thớt là bạn nói ra rất là chân tình, kể cả ngay bản thân mình là Trần Toản. Mặc dù bây giờ đang ở Việt Nam đi xe ôm rất là vất vả. Đấy, cuộc sống đấy. Thế nhưng mà vì vất vả trong cái công việc, nhưng mà được cái là như thế này. Đồng ý thì mỗi người một công việc, đi nước ngoài cũng có cái hay của nước ngoài. Thế nhưng mà mình thì lại cũng lại chọn, bởi mỗi người một cái tính cách đúng không? Cũng nhiều anh chị em người ta cũng phải hy sinh, người ta cũng đi nước ngoài để người ta kiếm cái mức độ thu nhập nó cao hơn. Nhưng đến bây giờ là ở Việt Nam mình ấy, là cái mức thu nhập là nó cũng rất là ổn định cho những người bình thường mà chăm chỉ như anh em nhà mình, đúng không? Anh em mình chịu khó đi làm ăn thì anh thấy cũng là ok thôi. Đồng tiền ví ở bên kia người ta kiếm là 50-60 triệu thì người ta lại tiêu theo kiểu 50-60 triệu. Anh em nhà mình ở đây kiếm được 5-7 triệu, mình lại tiêu theo kiểu 5-7 triệu mà cuộc sống đấy. Vậy nhìn anh em mình vẫn phơi phới như này thì cũng không dạy gì mà thôi, mình phải đi ra nước ngoài cả. Ở đây được gần bố mẹ, được gần anh em họ hàng, công to việc lớn gì đã là đã có những người xung quanh. Đó là một cái điều mà em nói mà chia sẻ cũng rất là tuyệt vời. Rồi em Em thì còn gì chia sẻ nữa không? chắc không lo anh ơi, anh mời ai mời, tại do là em không biết gì hết á, chỉ có Rồi, sao thì em nói vậy ok. thôi. Nhưng mà Đúng riêng rồi, mà anh em cũng nói, là rất. em chốt hạ một câu cuối cùng á, tại Em chốt gia là chẳng bởi hạn như là cái bọn nó kêu gọi biểu tình mà đấy làm cho đất nước mình nó nạt thì như nào? Em có đồng ý không? anh nói lại sao anh nói Em lại có vậy. đồng ý là em có theo em suy nghĩ là em có đồng ý với lại cái bọn mà đang kêu gọi biểu tình mà làm cho đất nước mình loạn lạc không? Chào hướng Anh đồng nghĩ ngũ nhá. làm sao mà em đồng ý được? Ừ, thì em không Cái đồng ý lúc thì em phản biện. Em phản biện là anh. bọn nó em hết cái câu, cái danh từ ở Việt Nam mình không còn cái ngôn từ nào để mà nói tới chúng nó nữa rồi. Đúng rồi, bởi vì là cái văn hóa thì em chia sẻ với cả nhà đấy này, với em Mặt Thớt này, anh cũng không thể hiểu được là Chào các Đức anh Anh. chị đó đi sang bên nước ngoài một xứ văn minh, những câu này em không muốn nói ra nhiều, nhưng em không hiểu tại sao các anh chị nó chỉ một mang một cái văn hóa, khi thấy đất nước mình đã phát triển thì các anh chị về chỉ mang được ba từ là ba sạch. Các anh chị thấy cái đó là con thật sự là em cảm thấy là rất là uất ức. Đúng, cũng nhiều anh chị em bảo nếu mà những cái người kêu gọi đó đi về đến nước Việt Nam mình, đảng và chính quyền không làm việc những người đó thì cũng những người dân chân chính như bọn em, kể cả là vi phạm pháp luật cũng phải chiến đấu với cái bọn đấy đến hơi thở cuối cùng. Đấy là riêng về em, bởi vì họ có thương gì quê hương đất nước mình đâu. Rồi chém đều giết đòi đốt ba sạch đấy ạ, chém giết và đốt. Thì các anh chị bảo đấy, những con người như vậy làm sao mình chấp nhận được. Rồi em nói Em nói tiếp. thiệt, em là cái dân quê mùa, không có là một cái gì của trong cái xã hội này hết đó. Mà em vẫn hiểu, em hiểu hết, nhưng mà tại vì là em không thể nói lên bằng thành lời thôi, nhưng mà em hiểu. Còn em thấy những cái bọn nó kêu nó có ăn có học mà tại sao mà nó không bằng một tí tỷ tỷ gì của mình. Nó những cái lời của nó nói ở trong trên mạng á, trên 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 đó em không có thể nào mà em chấp nhận được. Đó là em nhé, em là con người ít học, không có học hành gì mấy đó, mà em còn có thể là em dùng cái từ ngữ là từ ngữ để mà từ ngữ mà xấu xa để nó em địch con mẹ nhà nó đó.
địch phải địch từ tổ tông nhà nó trở xuống. Ok. Đó là cũng là một cái lòng của một người phụ nữ Việt Nam. Là thật sự là các anh chị ạ, cái đó là cũng là rất là bức xúc, bởi vì là chị mặt thớt này ấy, chị cũng rất bức xúc rất là nhiều. Thì là chị cũng có nói cái điều đó, nhưng mà đấy thực chất là người ta đấy không làm gì được. Đúng không ạ? Người ta là đấy một chị là đang cuộc sống yên bình như này mà kêu gọi mà làm những cái chuyện như vậy ấy, thì là chị cất lên một tiếng nói, chứ chị không chửi gì riêng một ai cả. Đúng không ạ? Nếu mà chị mà chửi riêng một ai trong cá nhân mà trong diễn đàn của em thì chắc chắn là em sẽ nhắc nhở chị đó. Đây là chị thì chỉ nói một cái câu như vậy thôi, chứ cũng không phải là như bọn kia, đúng không ạ? Bọn kia nó đòi ba sạch cơ ạ, đốt và giết và phá sạch, đúng không ạ? Thì những cái điều đó nó còn kinh khủng hơn gấp vạn lần với lại chị mặt thất lên diễn đàn này của em. Vâng, dù sao xin cảm ơn bạn đã lên chia sẻ với lại diễn đàn của Trần Toản. Cảm ơn bạn nhé. Trần Toản cho em lên và em bức xúc, mà tức bức xúc không có được gì nữa em.